Cô xin chào tất cả các bạn. Hôm nay trong bài giảng này cô sẽ sửa một số bài liên quan đến phần reading. Thì trong phần reading cô sẽ có hai phần, đó là một phần đó là reading comprehension và một phần đó là chúng ta sẽ chọn từ để điền. Thế thì trong bài ngày hôm nay các em sẽ ôn tập về phần bài đọc. Và chúng ta sẽ bắt đầu với bài đọc. Thì đối với những cái bài đọc như thế này thì chúng ta không thể nào ngồi để chờ các em đọc hết. Vì vậy khi mà làm bài thì cô luôn có phần giải thích và đưa thông tin cho các em là thông tin nó nằm ở chỗ nào. Các em cứ yên tâm điều đó. Bài đọc này nói về việc chuẩn bị cho một buổi phỏng vấn. Thì đây chính là một cái chủ đề mà trong cái unit số 6 các em đã học rồi. Các em có thể đọc ngay câu đầu tiên, đó là Preparation is key to successful interview. Sự chuẩn bị là chìa khóa thành công cho một buổi phỏng vấn. Does the idea going to job interview make you fairly nervous? Cái ý tưởng mà đi đến một buổi phỏng vấn xin việc liệu có làm cho bạn cảm thấy hồi hộp không? Many people find that is the hardest part of employing process. Rất nhiều người nghĩ rằng đó là một cái quá trình khó khăn nhất trong quá trình đi tìm việc. But it's not really true. Tuy nhiên thì nó không thật sự đúng. The more you prepare and practice, the more comfortable you will feel. Càng chuẩn bị kỹ và luyện tập kỹ thì bạn sẽ càng cảm thấy thoải mái. You should find out as much as possible about the company before you go to the interview. Bạn nên tìm tất cả những thông tin liên quan đến công ty trước khi mà bạn đi phỏng vấn. Understand the products that they produce and the services they provide. Hiểu tất cả về sản phẩm của họ, cái mà họ sản xuất ra và những dịch vụ mà họ cung cấp. It's also good to know who the customer are and who are the major competitors are. Hiểu rõ về xem ai là khách hàng và ai là cái đối thủ chính. Practice makes perfect. Có công mài sắt, có ngày nên kim. You will also make you feel more confident and relaxed. Nó cũng sẽ làm cho bạn cảm thấy tự tin và thoải mái hơn. So practice your answers to common questions. Nên hãy luyện tập câu hỏi, câu trả lời đối với những câu hỏi thông thường. Make a list of questions to ask too. Hãy đưa ra một loạt những câu hỏi để hỏi nữa. Almost all interviewers will ask you if you have questions. Tức là tất cả những người phỏng vấn sẽ hỏi bạn nếu như liệu bạn có câu hỏi nào không. This is a great opportunity for you to show your keenest enthusiasm and knowledge. Đây là một cơ hội rất tốt để cho bạn thể hiện sự quan tâm, nhiệt tình và kiến thức của mình. Đó là cái đoạn đầu thì cô cũng nói luôn, đó là một cái bài đọc về cái việc các em đi phỏng vấn. Đương nhiên là cô sẽ không ngồi dịch hết cho các em đâu, chúng ta dịch sơ sơ vậy thôi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với câu số 1. Ở trong câu số 1 người ta hỏi các bạn đó là the pronoun it refers to. Có nghĩa là cái đại từ it này nó thay thế cho cái nào. Thì bây giờ các em nhìn vào thông tin này. Cái thông tin nó sẽ nằm ở cái đoạn là preparation is key to a successful interview. Does the idea of going to a job interview make you feel a little nervous? Many people find that is the hardest part of the employing process. Vậy thì chúng ta đọc cái đoạn này, chúng ta sẽ nhận ra rằng là cái từ it ở đây, tức là rất nhiều người cảm thấy nó là một cái phần khó nhất cho phỏng vấn xin việc. Vậy nó ở đây thì không thể là công việc được, không thể là câu A, the job. Câu B cũng không thể nào là the interviewer, là người phỏng vấn. Hay câu D nó là cái the preparation, là sự chuẩn bị. Mà nó phải là buổi phỏng vấn thì ở đây nên chúng ta sẽ chọn đáp án nó là câu B. Từ it nó sẽ thay thế cho từ the interview. Các em có thể nhìn kỹ lại và nhận ra ngay
Cái câu số 1 đáp án của chúng ta là câu B. Chúng ta tiếp tục đến câu số 2. What does the writer advise you to practice? Tức là tác giả khuyên chúng ta điều gì? Thế thì các em nhìn vào thông tin này. Practice makes perfect. It will also make you feel more confident and relaxed. So practice your answers to common questions. Make a list of questions to ask to. Almost all interviewers will ask you if you have questions. Thế thì các bạn thấy là người ta nói khuyên chúng ta là có công mài sắt, có ngày nên kim. Và bạn sẽ cảm thấy thoải mái và tự tin hơn nếu bạn làm được điều đó. Nên hãy luyện tập tất cả những câu hỏi thông thường, đưa ra hàng loạt những câu hỏi để hỏi. Và những người phỏng vấn sẽ luôn luôn hỏi là liệu bạn có câu hỏi nào không. Thế thì chúng ta thấy trong câu 1, hỏi và trả lời những câu hỏi liên quan đến công việc. Câu này có thể là đúng với thông tin rồi đúng không? Vậy chúng ta xem câu B, C, D. Câu B là hãy tạo ra sản phẩm mà công ty đó sản xuất, không đúng. Cung cấp những dịch vụ, không đúng. Gặp gỡ khách hàng và đối thủ cũng không đúng. Nên đáp án của chúng ta trong câu A 2 sẽ là câu A. Đến câu số 3. Câu số 3 người ta hỏi các em đó là which should not be shown during your interview? Cái nào không nên thể hiện ra trong buổi phỏng vấn của bạn? Câu A, punctuality, sự đúng giờ. Câu B, a firm handshaking, một cái bắt tay chặt. Câu C đó là being properly dressed, hãy ăn mặc đúng cách. Và câu D đó là weakness, là sự yếu đuối. Bây giờ các em nhìn thông tin nhé. This is great opportunity for you to show your kindness, enthusiasm and knowledge. Đây là một cơ hội lớn để cho bạn thể hiện sự quan tâm, nhiệt tình và kiến thức. Thế thì ở trong cái phần này nó liên quan đến và có cái đoạn tiếp theo nữa nó sẽ khuyên chúng ta là hãy đúng giờ này, bắt tay chặt với người phỏng vấn này và ăn mặc cho đúng. Thì cái đáp án loại ra của chúng ta là câu D. Chúng ta không nên thể hiện cái điểm yếu đối với người phỏng vấn. Chúng ta tiếp tục đến câu số 4. Câu số 4 người ta hỏi các bạn đó là you can show your qualifications in the... Tức là người ta nói là bạn có thể thể hiện cái khả năng của mình ở đâu. Thì chúng ta nhìn vào thông tin này. Your application and resume has already exhibited that you are qualified. Cái câu này người ta đã thay đổi nhá. Người ta thay đổi là cái từ qualified thành cái từ qualifications. Thế thì các bạn cũng thể thấy là your application and resume. Thì đáp án không thể nào là câu A. Câu B loại đi. Câu C chúng ta cũng loại luôn. Vậy thì, câu D chúng ta loại luôn. Vậy đáp án của chúng ta là câu C, đó là resumes and letter of application. Tức là trong cái sơ yếu lý lịch và cái đơn xin việc thì chúng ta sẽ thể hiện được cái khả năng của chúng ta. Cái trình độ đấy, cái trình độ của chúng ta đến đâu thì chúng ta viết vào đó. Đến câu cuối cùng trong bài đọc số 1 này đó là which is not included in the writer's advice. Thì cái câu này nó là từ đầu đến cuối bài nên cô không trích lại cái bài ở đây nhá. Tại vì nó nằm ở trong tất cả các đoạn. Thì chúng ta có thể đi lần lượt từng câu một này. You should not communicate with the interviewer after the interview. Bạn không nên giao tiếp với người phỏng vấn sau buổi phỏng vấn. Câu này rất là vớ vẩn đúng không? Câu B, you should make the best impressions in the interview. Bạn nên tạo ra ấn tượng tốt nhất đối với buổi phỏng vấn. Cái này đúng này. You should write a note to say thanks to the interviewer after the interview. Bạn nên viết một cái lời cảm ơn đối với những người phỏng vấn sau buổi phỏng vấn. Cái này đúng. Cái này chúng ta làm việc này thì rất lịch sự đấy. Có thể thay đổi được tình thế. Câu D đó là you should telephone the interviewer for any information after the interview. Tức là bạn nên gọi điện cho người phỏng vấn để có thêm thông tin sau cái buổi phỏng vấn. Cái này cũng là một lời khuyên. Vậy thì đáp án loại ra của chúng ta chính là câu A. Không có ai khuyên chúng ta không nên giao tiếp cả, thế nên là chúng ta lưu ý nhá.
Đó là cái bài đọc số 1. Chúng ta đến cái bài đọc số 2, đó là bài đọc điền từ. Cô tiếp tục lấy cái chủ đề của bài số 6. Here are the tips that help you succeed in your job interview. Đây là một vài cái gợi ý để cho bạn thành công trong buổi phỏng vấn xin việc. Thế thì chúng ta sẽ đi điền từng từ một. Bây giờ cô sẽ trích ra từng khúc một để chúng ta điền. Bây giờ chúng ta bắt đầu đến câu số 1 này. Always arrive early. If you do not know the organization is located. Thế thì ở trong cái câu số 1 người ta để cho các em đó là why, when, where, that. Thì người ta nói như thế này, luôn luôn đến sớm hơn một chút. Nếu bạn không biết ba chấm cái tổ chức đó ở đâu thì hãy gọi để chỉ dẫn cái gì đó. Thế thì các bạn thấy là ở đây chúng ta đang nói đến một cái địa điểm đúng không? Có cái từ located. Nếu bạn không biết chính xác cái nơi mà cái tổ chức đó ở đâu thì chúng ta lấy đáp án câu số 1 là câu C. Call for exact directions advanced. Chúng ta thấy ở trong câu số 2 người ta yêu cầu các em điền giới từ. Chúng ta phải điền giới từ which, in, on or for. Thì một số bạn đã nhớ ngay được đến một cái số bài trước là chúng ta đã có cái cụm từ đó là in advance. In advance nó mang nghĩa là trước. Ví dụ như là bạn nên đặt vé trước. You should book the tickets in advance. Đó, nên là cái câu số 2 của chúng ta sẽ có luôn cái cụm từ đó là in advance. Đến câu số 3. Chúng ta tiếp tục. Câu số 3 người ta cho các bạn đó là một cái câu liên quan đến 4 từ và có thể là... Thì ở câu số 3 này chúng ta nhìn thấy là có từ events, nó là một danh từ. Thì trước nó sẽ là tính từ. Chúng ta loại đi câu C và câu D. Vậy bây giờ chúng ta sẽ thấy là leave some extra time for any traffic, parking or events. Tức là hãy để một chút thời gian cho việc là có thể bị tắc xe này, việc đậu xe hoặc là những sự kiện bất ngờ. Thì ở đây chúng ta có cái sự kiện bất ngờ hoặc không mong đợi, nó chính là câu B, unexpected. Còn câu A là chúng ta mong chờ rồi. Chúng ta đến câu số 4. Người ta yêu cầu chúng ta điền you, your, yours hay là yourself. Thì các bạn thấy là người ta nói tiếp này. The best time to arrive is approximately 5 to 10 minutes early. Give the time to read the resumes one more time, to cut the breath and to be ready for the interview. Có nghĩa là người ta nói là hãy cho bản thân bạn, cho chính bản thân bạn thời gian để đọc lại sơ yếu lý lịch một lần và hít thở, sau đó thì chuẩn bị cho buổi phỏng vấn. Vậy thì chúng ta có cái đại từ phản thân ở đây chính là từ yourself. Đến câu cuối cùng. Be to everyone as soon as you walk into the door. Tức là người ta nói là hãy làm sao đó với tất cả mọi người ngay khi bạn bước vào trong phòng. Thế chúng ta có từ pleasant, happy, disappointed, excited. Thì người ta muốn nói là hãy thoải mái, hãy cởi mở đối với tất cả mọi người khi mà bạn bước vào trong cái căn phòng phỏng vấn. Và đáp án của chúng ta chính là câu A, present. Đó là bài đọc thứ 2. Chúng ta đến với bài đọc số 3. Tiếp tục là một bài đọc điền từ. Bài này nói về cái văn hóa giao tiếp. Chúng ta có thể nhìn thấy ngay cái dòng đầu tiên, đó là culture has a strong influence on nonverbal communication. Tức là văn hóa có ảnh hưởng rất lớn đối với cái giao tiếp ngôn ngữ không lời. Và cái câu này thì nó là chủ đề của cái bài số 2, cultural diversity. Và cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ làm lần lượt từng câu một. Trong mỗi một cái câu như thế này thì cô đều trích ra để các em khỏi mất công quay đi quay lại cái bài đọc nhiều lần. Chúng ta sẽ đến với câu 1 và câu 2. Culture has strong influence on verbal communication. Even the simple act of looking someone in the eyes is not at all that simple. In the USA, Americans are to look directly at people when speaking to them. Ở trong câu số 1, đáp án chúng ta có từ
encourage, accept, forbidden và opposed, khuyến khích, ngăn cản, cấm hoặc là đối diện. Thế thì ở đây chúng ta có thể đi dịch lại này. Văn hóa có ảnh hưởng rất nhiều đối với ngôn ngữ, giao tiếp không lời, thậm chí là những hành động, cái hành động mà nhìn vào ai đó cũng không hề đơn giản. Ở Mỹ thì những người Mỹ này làm sao đó nhìn trực tiếp vào mắt của người kia khi mà nói chuyện với họ. Thế thì chúng ta nhìn thấy có cái từ to look. Và chúng ta có thể đọc đoạn tiếp theo để quyết định được cái đáp án câu số 1, đó là ở người Mỹ khuyến khích nhìn vào mắt, trực tiếp vào mắt người khác khi đang nói chuyện. Vì vậy đáp án của chúng ta ở câu số 1 sẽ là câu A. Câu A. Chúng ta đến câu số 2. It shows interest in what they are saying and is taught to carry air of honesty. Tức là nó thể hiện rằng bạn đang quan tâm đến những gì mà họ nói và được cho là truyền tải một cái ý nghĩa của sự chân thật. Thế thì chúng ta thấy cái câu số 2 này chúng ta có từ sense, taste, show và touch. Thì chúng ta không thể dùng là show of honesty hay là taste of honesty và to touch. Thì đương nhiên là chúng ta không dùng ở đây rồi. Vậy đối với câu số 2 này, các em lưu ý cho cô cái đáp án đó là với cái cụ sense of honesty. Đó là một cái sự trung thực. Chúng ta đã từng học cái từ sense này rất nhiều, ví dụ như là sense of responsibility hay là sense of humor, đó là khiếu hài ước hay là tinh thần trách nhiệm. Thì cái từ sense nó mang ý nghĩa như vậy. Chúng ta tiếp tục số 3. Meanwhile, in Japan and Korea, people avoid long periods of eye contact. Is it considered more polite to look to the side during a conversation? Tức là ngược lại thì người Hàn Quốc và người Nhật Bản, người ta lại tránh một cái khoảng thời gian nhìn vào mắt người khác lâu dài, và người ta được cho là lịch sự hơn khi nhìn ra bên cạnh khi mà đang nói chuyện. Deliberates stand close together and look intensely into each other's eye. Với câu số 3, chúng ta sẽ phải chọn những từ nối, ví dụ như là therefore, in addition, in contrast hay là moreover. Thế thì ở chỗ này chúng ta có thể thấy rằng là người ta đang nói đến những cái lĩnh vực khác nhau và có sự khác nhau, nên chúng ta không được dùng từ therefore và cũng không dùng từ in addition hay là hơn nữa, mà chúng ta sẽ dùng đáp án là câu C. Trái lại thì cái người này, người ta lại đứng rất gần nhau và người ta liên tục nhìn vào mắt của nhau. The action shows sincerity and gives people a better sense of what their counterpart want. Cái điều này nó thể hiện sự chân thành và cho cái người kia được biết rằng là cái ý muốn của cái người đối diện với mình. Gives a difference with even the most common expressions, people. Và câu số 4 thì là một câu very easy for you, một câu đại từ quan hệ. Thì chúng ta có từ who, where, which và chúng ta có whom. Thế thì cái đáp án trong câu số 4 này chúng ta đơn giản lắm. People đương nhiên là người và đáp án của chúng ta là câu A. Travel or work abroad have really need to learn the other culture's body language. Tức là những người mà đi đến nước ngoài để học hoặc là để làm việc á, thì thật sự cần thiết phải học cái ngôn ngữ giao tiếp, cái văn hóa giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể. Đến câu số 5. So is it useful to consider your body language before dear people from other cultures? Knowing about the body language of friends, clients, and colleagues can be very helpful in improving understanding and avoiding miscommunication. Nên là nó rất quan trọng để cho cân nhắc cái ngôn ngữ cơ thể của bạn trước khi mà chúng ta đối diện với những người ở nền văn hóa khác, biết được những ngôn ngữ cơ thể của bạn bè, khách hàng, đồng nghiệp có thể rất hữu dụng trong việc cải thiện cái việc thấu hiểu và tránh được cái sự giao tiếp nhầm. Thế thì ở trong cái câu số 5 này là một câu giới từ, chúng ta có of, with, from, over. Thì chúng ta nhớ cho cô là chúng có cái từ deal with, đối diện với.
deal with. Đó, dealing with. Đó là cái đáp án của bài đọc số 3. Đến một bài đọc tiếp theo. Một cái bài đọc tiếp theo thì chúng ta, cái bài đọc này là không dễ chút nào. Không dễ chút nào, một bài đọc khá khó. Thế nên là lát nữa khi mà phân tích thông tin thì cô sẽ phân tích một cách kỹ càng hơn. Người ta so sánh những cái học sinh mà học tốt với những học sinh học chưa tốt với nhau. Bài đọc cũng khá dài. Chúng ta bắt đầu vào câu số 1. What is the topic of the passage? Với cái câu hỏi mà yêu cầu chúng ta trả lời là chủ đề của bài đọc thì chúng ta nhớ cho cô là chúng ta sẽ tập trung vào những dòng đầu tiên của các cái đoạn văn. Thì nếu như để thời gian cho các em đọc thì sẽ rất mất thời gian nên cô sẽ phân tích luôn. Đó là trong cái bài này người ta như cô đã nói đó là người ta so sánh giữa những học sinh mà học tốt với những học sinh mà học chưa tốt. Thì những cái học sinh học tốt ấy, người ta có những cái cách học như thế nào và vì sao những cái học sinh chưa tốt lại có những cách học sai. Thế thì trong cái câu số 1 thì cái đáp án của chúng ta chính là successful and low academic achieving students, tức là những cái học sinh thành công và những cái học sinh mà chưa thành công. Đó, thì người ta cái chủ đề của cái đoạn văn này nó là như vậy. Chúng ta đến cái câu số 2. Cái câu số 2 người ta muốn hỏi các em là the word prior in the first paragraph is closest meaning to. Có nghĩa là người ta muốn hỏi các em cái từ prior này nó bằng nghĩa với từ nào. Thế thì các em nhìn trong cái đoạn này nhá. Thông tin là ở đây này. Also, they activate and use their prior knowledge. Thì chúng ta có thể nhận thấy dễ dàng đó là cái từ prior nó mang nghĩa là sớm. Sớm hoặc là trước đó. Nên cái đáp án câu số 2 của chúng ta sẽ là câu B. Câu 2 sẽ là câu B. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu số 3. According to the passage, what can be learned about the passage students? Tức là theo như đoạn văn thì cái điều gì mà chúng ta có thể học về cái những cái học sinh mà bị động đó, tức là phụ thuộc vào người khác đó. Thì cái thông tin nó nằm ở đây nha các em. Conversely, students with low academic achievement often demonstrate ineffective study skills. They tend to assume a passive role in learning and rely on others. For example, teachers, parents, to monitor their studying. For example, low achieving students often do not monitor their understanding of content. Thì các bạn có thể thấy từ cái thông tin này, các em nhận ra ngay đó là ngược lại thì những học sinh mà thường có được kết quả thấp á, thì thường có những cái kỹ năng học nó không hiệu quả. Chúng thường có xu hướng là rất là bị động. Học hành thì dựa vào người khác, ví dụ như là bố mẹ hoặc là giáo viên để kiểm soát việc học của chúng. Hay là ví dụ những đứa học sinh này thì thường là không biết kiểm soát cái ý hiểu của chúng như thế nào. Thế thì đối với bốn cái đáp án câu A, đó là họ phụ thuộc vào việc người khác sắp đặt việc học tập. Hay là they are slow in their studying, tức là họ chậm chạp. Câu C là they monitor their understanding. Câu này sai rồi, câu này sai với thông tin. Và câu D là they know the purpose of studying. Họ biết được mục đích của việc học. Thì chúng ta sẽ thấy câu B và câu C và câu D là hai câu loại đầu tiên. Chúng ta chỉ còn câu A và câu B. Vậy chúng ta có thể nhìn thấy ngay ở chỗ này người ta đã thay thế từ They tend to assume a passive role in learning and rely on. Đó, rely on. Thì chúng ta thấy nó bằng với từ depend on. Và đáp án trong câu số 2 này, số 3 sẽ là câu A. Họ phụ thuộc vào việc người khác sắp đặt việc học tập cho mình. Chúng ta đến câu số 4. Which of the following is not an evidence of monitoring studying? Cái nào không phải là một cái bằng chứng cho việc kiểm soát việc học hành. Thế thì trong cái câu này cô không thể đưa ra cho các bạn thông tin bởi vì nó rất dài. Thế nên cô sẽ giải thích luôn đó là being aware of the purpose of studying, tức là ý thức được mục đích của việc học. Hay là monitoring their understanding of content, tức là kiểm soát được cái việc hiểu nội dung của họ.
hay là fixing up mistakes in understanding, là sửa lỗi thay trong cái vấn đề thấu hiểu đó, hay là looking at their backs, là nhìn lại những cái sai lầm của họ, tức là nhìn lại những cái gì đó. Thì trong cái câu số 4 này các em phải để ý là which of the following is not, nhớ là not, nó bảo là không phải. Thế thì như chúng ta đã vừa mới phân tích hay các bạn đã đọc qua rồi, thì cái đáp án đúng ở đây sẽ là câu D, đó là looking at their backs, tức là nhìn lại phía đằng sau. Thì nó không phải là một cái dẫn chứng cho việc mà việc học hành tự kiểm soát được. Đó là cái đáp án trong câu số 4. Chúng ta đến câu số 5. Cái câu số 5 thì rất dễ, đó là the underlying pronouns they in the last sentence refers to. Người ta muốn hỏi các em là cái từ they nó thay thế cho cái từ nào. Vậy bây giờ các em nhìn vào cái thông tin này. Low achieving students are you restricted range of studying skills. They cannot explain why good study strategies are important for learning. Đối với những học sinh mà có kết quả thấp thì thường giới hạn về cái kỹ năng của chúng. Chúng không thể giải thích được tại sao mà những học sinh, những cái kỹ năng học tốt lại quan trọng đối với việc học. Vậy thì J ở đây thay thế cho R là study strategies, kỹ năng học tập, hay là studying skills, hay là low achieving students, hay là good studier. Thì các em có thể thấy ngay phía trước của chúng ta có cái cụm đó là low achieving students. Và đáp án của chúng ta chính là câu C. Đó là cái bài đọc số 4. Tiếp tục đến bài đọc số 5. Với bài đọc điền từ này chúng ta sẽ có 5 câu lại tiếp tục liên quan đến nội dung bài số 6. Chúng ta sẽ bắt câu số 1. The interview is one of the most important in the job search process. Tức là phỏng vấn là một trong những phần quan trọng nhất của quá trình tìm việc. Thế thì chúng ta đã từng có là xem, chúng ta xem nhá, đó là past, roles, fields or facts. Thì chúng ta hay dùng cái cụm từ đó là important part in the, đó nên là chúng ta sẽ là important part, nó là phần quan trọng. Thế còn vai trò quan trọng thì người ta lại dùng sang từ roles. Các em để ý cái từ past và từ roles nó gần giống nhau, nhưng cô nói là một phần quan trọng thì chúng ta dùng past, còn nếu đóng vai trò quan trọng thì chúng ta dùng từ roles, còn từ fill với từ facts thì chúng ta bỏ qua. Chúng ta tiếp tục đến câu số 2. When an employer invites you to an interview, he or she is indicating an in yourself. Thì các bạn thấy là ở trong câu số 2 này chúng ta cần một cái danh từ. Thường một số bạn thấy câu này chúng ta chọn ngay interested, thế là chúng ta bị sai luôn. Thế thì ở trong câu số 2 này các em lưu ý này, chúng ta có là người ta nói là khi mà người phỏng vấn mời bạn đi phỏng vấn thì ngay ấy sẽ chỉ ra một cái điều là quan tâm đến chính bạn. Thế thì chúng ta thấy ở đây chúng ta cần một danh từ, và đáp án của chúng ta chính là câu A, an interest in yourself. Và tiếp tục số 4, xin lỗi câu số 3. The interview gives both of you the opportunity to enough information to determine if you are a good fit for each other. Người phỏng vấn sẽ gửi cho các bạn, tất cả các bạn những cái cơ hội để làm gì đó, đủ thông tin để quyết định bạn có phải là người phù hợp nhất không. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có từ fill, train, exchange hay là translate. Thì ở đây chúng ta dịch lại câu này nhá, đó là người phỏng vấn sẽ cho bạn cả cơ hội để làm gì đó, đủ thông tin. Thế thì chúng ta thấy sẽ là đủ để trao đổi thông tin để quyết định xem. Thì cái đáp án trong câu số 3 sẽ là câu C, và chúng ta điền từ exchange mang nghĩa là trao đổi. Think of an interview as a high focus professional conversation. Hãy nghĩ là cái buổi phỏng vấn xin việc được coi như là một cái buổi nói chuyện mà mang tính chất chuyên nghiệp và phải tập trung cao độ. You should the limited amount of the time you have learning about the employer's needs
and discuss the ways you can meet the needs. Tức là bạn nên làm gì đó về cái số lượng thời gian giới hạn. Thế thì ở trong câu số 4, người ta muốn các em có cái từ, điền cái từ make, spend, post hay là apply. Thì chúng ta có rõ ràng khi mà em nhìn thấy cái từ đó là type thì chúng ta sẽ chọn ngay đó là đáp án là câu B. Bạn nên dành cái số lượng thời gian giới hạn mình có để học hỏi những cái người chủ đang cần và thảo luận cái cách mà bạn có thể đáp ứng được những cái yêu cầu này. Chúng ta luôn có cái cụm từ đó là spend time. Đó, lưu ý cho cô nhé. Chúng ta đến câu số. In many cases, you will interview at last, try before being employed for a... Tức là trong rất nhiều trường hợp thì bạn sẽ phỏng vấn ít nhất là 2 lần trước khi mà bạn được thuê cho và làm sao đó cho cái buổi phỏng vấn này, cái quá trình lựa chọn này. Thế thì ở trong câu số 5 chúng ta có là condition, location, satisfaction, position. Thì rất là easy đúng không? Đó là trước khi bạn được chọn cho vị trí đó. Và đáp án trong câu số 5 sẽ là câu D. Đó là for a position. Câu số 5 chúng ta sẽ điền đáp án là câu D. Ở cuối để cho một cái bài đọc cũng tiếp tục là nội dung bài số 6. Và cô có phân tích ra các bạn chỉ cần xem và xem cái đáp án nó nằm ở đâu. Thì đối với đáp án thì cô đã cho rồi, nhưng cô muốn các em hãy tìm thông tin nằm ở đâu, đoạn số bao nhiêu. Đó, yêu cầu chỉ đơn giản vậy thôi. Đáp án thì có sẵn, nhưng tìm cho cô là nó nằm ở đâu. Đối với 5 câu này, hãy tìm xem thông tin nằm ở phần nào. Gặp lại các em trong bài giảng tiếp theo. Hy vọng là các em đã học hành một cách rất chăm chỉ và tích cực.